hàng loạt kênh youtube bất ngờ chia sẻ thông tin bịa đặt về việc Hồ Văn Cường qua đời ở tuổi 19, khiến fan nam ca sĩ bức xúc. Sau khi mẹ nuôi Phi Nhung mất, Hồ Văn Cường tách ra hoạt động độc lập và được danh ca Ngọc Sơn hỗ trợ. Nam ca sĩ được nhận xét trưởng thành hơn, giọng hát cũng mang nhiều kỹ thuật hơn sau thời gian trao dồi luyện thanh. Không còn nhút nhát như ngày nào, con nuôi của Phi Nhung thường xuyên giao lưu, dạng dĩ, pha trò cùng fan trên sân khấu. Thế nhưng, bên cạnh những thông tin tích cực về Hồ Văn Cường, mạng xã hội cũng tràn lan những thông tin không hay bịa đặt về cuộc sống của nam ca sĩ. Mới đây, xuất hiện thông tin bịa đặt về việc Hồ Văn Cường qua đời ở tuổi 19, khiến cư dân mạng phẫn nộ. Theo đó, hàng loạt kênh YouTube bất ngờ chia sẻ clip với nội dung Hồ Văn Cường qua đời. Thậm chí, những bài đăng này còn ghép ảnh của danh ca Ngọc Sơn hay nhiều sao việc khác với mục đích câu view. Tuy nhiên, khi nhấn vào video này thì nội dung không phải vậy. Hành động vô lương tâm này khiến một số fan của Hồ văn Cường phẫn nộ, yêu cầu các chủ tài khoản này há bỏ clip có tiêu đề gây sốc, câu view trên nền tảng mạng xã hội. Không chỉ Hồ văn Cường, hàng loạt sao diệt đình đám như Hoài Linh, Sơn Tùng MTB, Phan Đình Tùng, Trần Tiến cũng bị nhiều lần đồn qua đời. Tin tức xoay quanh đời sống nghệ sĩ, kể cả việc họ qua đời, luôn thu hút tò mò hiếu kỳ. Ở Việt Nam, Nghị định số 15/2020 quy định phạt tiền từ 10 đến 20 triệu đồng hành vi tung tin giả sai sự thật